Dạ vâng, em lại xin mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Hôm nay 28 tháng 10 năm 2023 thì bên em chính thức lên sóng cho các bác cặp loa KS Kiss Audio. Thì cái cặp loa này thì anh em mà các bác ấy, mà hay xem livestream của bên em ấy, thì cũng đã nhìn thấy em đăng ở trên em đã quay ở trên livestream rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mới có thời gian gọi là lên sóng cho các bác, thì vừa rồi là em về cái lô súp 30 nên là vừa dọn dẹp vừa đóng hàng gửi đi cho các bác, cho nên là nó hơi bận. Đấy, thì hôm nay cũng tranh thủ lên sóng cho các bác cái cặp loa KS này. Đấy. Loa này thì trước đây em đã có làm một lô 5-6 đôi rồi và khẳng định về chất lượng của nó, cho nên là khi mà nhìn thấy cặp loa này phát này em phải mua về ngay. Bởi vì sao? Một cái dòng loa rất đẹp và sử dụng cái driver rất là chất của Anh Quốc các bác nhé. Con này sử dụng một cái driver sử dụng một cặp bát chép của Phen. Đấy. Đây là một thương hiệu nổi tiếng rồi. Các bác mà chơi âm thanh thì không bao giờ xa lạ gì với những dòng bát chép Phen này nữa. Anh em có gọi đọc là Phen hay là Fania hay là gì đó, nếu mà đọc theo kiểu tiếng Việt thì nó là Fania đây. Một thương hiệu đã được kiểm chứng trong qua 50 năm rồi anh em nhé. Đấy, Phen đi. Đấy, anh em nhé. Đấy, từ năm 1958 thì đây nó là 50 năm, nhưng mà đến bây giờ ấy thì nó không còn ở 50 năm nữa, mà đến bây giờ cái thương hiệu này đã vào hơn 70 năm rồi anh em nhé. Đấy, 1958 các bác nhé. Đấy, con này cái thương hiệu này nó đã làm tên lên tuổi từ những năm 1958 rồi anh em nhé. Đấy, bắt đầu có từ năm 1958 rồi. Thì ở đây các bác nó là hàng bãi, cho nên nó được sản xuất từ rất lâu rồi. Đấy, chứ không phải bây giờ. Đấy. Con này thì ở từ nam châm, nó có thêm một cái bọc cao su đây. Đấy, anh em bỏ ra xem thì anh em nhìn thấy cái đường keo này. Đấy, của hàng xịn anh em nhìn nhá. Đấy, cái đường keo của cái từ anh em nhìn là nó làm rất đều, rất đẹp. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, đây em quay cho anh điện này cho các bác xem này. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy đường keo của nó đẹp không? Đấy. Thứ hai là tất cả trên này đều có tem mác rõ ràng. Đấy, có tem mác, tem rốt. Đấy, đây. Anh em nhìn rõ nhá. Đấy. Và tép hay bát thì đều có đủ thông số cho anh em. Đây, tất cả đều đủ thông số, trở càng tăng ôm 50W. Đấy, này. Có cả trang web của trang chủ của Phen. Ở trên này cũng vậy anh em nhé. Tất cả thì nó đều có rất là rõ ràng thông số, đều có tem rốt. Đấy. Với sử dụng một quả bát là từ 190 côn 76, và con này này tép này là tép côn 51, tép từ 15 côn 51 anh em nhé. Đấy, tép từ 15 côn 51 thì toàn bộ nó là hàng xịn. Đấy. Cho nên là đưa ra một chất âm thì khẳng định với anh em là không có điểm gì để chê cả. Đấy. Con này thì trước đây em đã bán rồi và cũng có thể khẳng định anh em là đây là một trong dòng loa có thể xứng tầm, trong cũng dòng loa bãi thì có thể xứng tầm với những dòng loa tầm 13 14 triệu anh em nhé. Tuy nhiên cái cặp này hôm nay thì bình thường những cặp này em trước đây em có bán là 11 triệu anh em nhé. Trước đây những cái cặp này về em có bán 11 triệu. Tuy nhiên thì cặp này ngày hôm nay nó về em mua được một cặp này nó lẻ, nó rất là rẻ thôi. Vì em sẽ để cho các bác giá dưới 10 triệu, lắm nữa em sẽ báo giá cho anh em nhé. Các bác cứ xem kỹ nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Cái keo từ nhá. Và em sẽ quay có hai chiếc thôi, em quay rất là chi tiết cho anh em nhé. Đây. Đấy, bát tép đây. Đấy, đây là nhện loa, màng loa các thứ này em quay rất là chi tiết cho anh em nhé. Đây tem rốt. Và hai quả bát này thì 100% bao zin cho anh em. Bát tép là bao zin phân tần, bao zin thùng vách. Đấy, có tỉa lại cho anh em cho nó đẹp rồi. Hôm trước về em có quay là lúc nó còn sơn zin ấy. Hôm lần đầu tiên về là em có quay cho anh em lúc còn sơn zin ấy thì nó cũng đẹp đến 90% rồi. Tuy nhiên thì bên em thì làm có tỉa lại một lượt để cho nó đồng đều. Những điểm xước mà những cái vài cái phẩy xước nhẹ đây thì nó bây giờ nó lấp được lấp hết rồi. Đấy, hai quả bát hai quả tép rất là chất nhá. Đặc biệt con này thùng này thì nó thiết kế giống như kiểu những dòng audio center hay là những dòng loa JD thì sử dụng mút trứng và làm kín thùng luôn, bao bọc kín thùng luôn. Con này thì anh em sẽ nhìn thấy cái phân tần của nó thì cũng uy tín hơn cả bát tép luôn. Đấy. Nói thật các bác là anh em mua được những cặp loa mà nhìn cái phân tần nó như thế này có đáng chơi không ạ? Đấy, sử dụng quá nhiều cuộn cảm và tụ này. Một cái phân tần rất là to, rất là gấu và kín linh kiện luôn anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn thấy luôn. Đấy, đây là một dòng loa rất là hay luôn các bác nhé. Trước đây em có làm cái model của nó, có một model em làm có cả model như này và có cả một cái model của nó là sử dụng bắt chép BNC. Toàn bộ là những hàng chất lượng này các bác nhé. Anh em có thể tham khảo những cái dòng này ở trên YouTube cũng được, ở các kênh khác cũng được anh em nhé. Đây, sử dụng toàn bộ nó là chở nhiệt anh em nhé, chứ không phải là chở nhôm, chở sứ. Chứ không phải là chở sứ, còn này là chở nhôm anh chị các bác nhé. Đấy, sử dụng chở nhôm, anh em gọi là chở nhiệt đấy.
chứ không phải là những con trở sứ bình thường. Những con trở sứ thì thông thường nó sẽ rẻ hơn những con này rất là nhiều anh em nhé. Anh em cứ ra thị trường mua những con trở sứ so với con trở nhiệt này, nó sẽ một con nó đắt hơn rất là nhiều, một con rẻ hơn rất nhiều. Đấy. Nhìn cái trở nhiệt trông vào cái con phân tần nó đã sang xỉ, xa nó rất là sang các bác nhá. Đấy. Thì dây dẫn các thứ đây, anh em nhìn có thể thấy. Đấy, thùng thùng gỗ các bác nhá, thùng gỗ dáng cân và có ke góc tất cả ở các mọi nơi anh em nhé. Đây. Tất cả là có ke góc hết anh em nhé. Cho nên là nó rất là chắc chắn. Anh em treo lên, anh em mà lắp phòng hát hay là lắp gia đình mà muốn treo thì không bao giờ bị lo. Đấy, đấy. Con này thì thông số của nó gọi là uy tín luôn anh em nhé. Con này là một trong những hãng mà trước đây em bán rất là. Đấy, anh em nhìn cái thông số này nhá, KS. Đấy, nó viết tắt của từ Kiss Sound System này. Kiss Sound System này anh em này. Đấy. Con này model của nó VX12. Đấy, đáp tuyến của nó từ 59Hz đến 19K. Công suất từ 400 đến 800W, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 101 dB đến 128 dB. Đấy, hai rắc neo chích này. Và các bác có thể nhìn thấy là nó xịn từ những cái rắc neo chích này. Anh em nhìn thấy này. Cái rắc neo chích nó toàn bộ nó làm bằng gang hay là chứ không phải là bằng nhựa như những cái loa bình thường. Những cái loa như này, kể cả con này rất là đắt tiền, nó là vẫn là rắc neo chích bằng nhựa. Con này thì các bác có thể nhìn thấy là đấy, từ cái chạm loa nó làm rất là uy tín anh em nhé. Đấy. Đấy, tất cả thùng vách thì em bao đẹp nét căng cho anh em rồi. Kể cả ngay từ cái hôm mà mới về thì anh em xem trên livestream của em cái buổi rồi cách đây khoảng hai hôm thì anh em có biết là hàng vừa về phát này em quay cho các bác là nó vẫn phải đẹp đến 90%. Tuy nhiên thì mấy hôm em tiện spa lại cái lô súp 30 thì em cũng spa luôn cái này để cho nó đẹp nét căng cho anh em. Đấy, hai cọc chống loa đây. Đấy, con này thì sử dụng cái căng sắt rất dày luôn anh em ạ. Con này sử dụng cái căng sắt rất là dày luôn anh em nhé. Và có thêm một lớp mút dày một cả một phân để làm mút chắn bụi cho anh em. Cho nên là nhìn cái nội thất bên trong của nó còn rất là sạch sẽ. Đây là một cái mút này nó dày khoảng một phân cho anh em. Đấy. Cái căng của nó anh em có thể nhìn thấy này. Tôi là sử dụng thép 2 ly. Đấy, lưới tổ ong và dán thêm một lúc. Con này thì nó có bẻ gập những cái này lại. Bẻ gập những cái này lại để tạo cho độ cứng của cái căng. Và sau khi đặt vào đây thì các bác vít hai con vít ở đây. Đấy, nó là ốc chôn gen, nó là ốc có gen sẵn ở đây rồi nhá. Anh em mà tháo ra tháo vào thoải mái, không bao giờ lo bị trần. Đấy. Hai cái căng còn rất là đẹp nhá, không có bị rách, bị riếc gì các thứ cả. Đây, cả hai căng không có bị rách, bị riếc các thứ cả các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây, hai căng rất. Dạ vâng các bác, bây giờ thì em đã lắp xong lại cái cặp loa này rồi. Vừa nãy thì em đã tháo hết ra để quay nội thất ruột gan chi tiết bên trong. Thế còn bây giờ thì em đã sẽ quay cho các bác, review cho các bác cả bên ngoài nữa các bác nhá. Đấy, thì bên ngoài thì đây các bác có thể nhìn thấy là thùng vách các thứ còn rất là đẹp đúng không các bác? Rất là đẹp luôn đấy, ok các bác. Đấy, thì đây là em đã lắp một chiếc nó có cả căng vào đây rồi. Thế còn cái căng kia thì em để đây. Thì để các bác có thể nhìn thấy là cái màng loa đằng trước vừa nãy em cũng thiếu sót là chưa quay kỹ. Đấy, cái màng loa thì anh em có thể nhìn thấy là màng loa này nó sử dụng là để đằng xốp nó dính vào nhá. Sử dụng là gân vải tẩm dầu 3 lớp các bác nhá. 3 gân, 3 sóng. Ok chưa các bác? Đây là rốn của nó đây. Tất cả đường keo chỉ của nó đây các bác nhá. Đấy, vừa nãy em chưa quay thì nhiều các bác lại thắc mắc là sao lại không quay cái đằng trước cái bát này. Đấy, bây giờ em vẫn để cho các bác là một chiếc này em không lắp căng thì để em quay luôn cho các bác đấy. Thì anh em có thể nghe qua cái tiếng nhạc đây, em chưa lau lại cái tép này. Giọng tép thì cũng không quan trọng các bác nhá. Đấy, cái bát biết các thứ còn rất là đẹp. Ok chưa các bác? Đấy. Thùng vách đây anh em nhá, anh em có thể nhìn trực tiếp đây, thùng vách của nó còn rất là đẹp đúng không các bác? Cái này thì hôm trước em về, khi mà hàng về vắt chưa tỉa tót lại thì em đã quay cho các bác rồi. Đấy, anh em nhìn những cái cổ kia các thứ này nó không bị dạn này, vì đây tất cả này góc này đều có ke này anh em này. Đấy, đấy, và bây giờ em sẽ tăng nhạc lên để các bác có thể nghe trực tiếp cái chiếc loa này các bác nhá. Tép của nó đánh rất là phê luôn ạ. Bát rất mềm, rất là sâu các bác nhá.
thường xảy ra khi bạn ăn đồ nóng hoặc đồ lạnh, mà theo thời gian nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tự chọn kem đánh răng Sensodyne Repair Protect Deep Repair. Nhá, em vừa test qua một đoạn cho các bác nghe thử cả nhạc không lời, cả nhạc sàn cho các bác nghe thử rồi. Con này tiếng bắt ra đánh cực êm, cực mềm và rất là uy lực các bác nhá. Tép thì cực sáng rồi. Anh em nghe tiếng tép thì không phải suy nghĩ gì cả. Ok chưa các bác? Đấy, bác nào mà chơi thì liên hệ em nhá. Em xin phép báo giá là 9.500.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em nhá. 9.500.000 các bác được một cặp loa cực kỳ là xịn sò, cực kỳ là chất lượng, thùng gỗ dáng cân và quan trọng là cấu hình của nó, driver của nó cực kỳ là chất lượng. Ok chưa các bác? Đấy, bác nào mà chơi thì liên hệ em nhé các bác nhé. Đấy, số điện thoại của em và địa chỉ của em thì đều ở đây. Các bác có thể lưu lại trực tiếp và để có thể liên hệ và mua hàng các bác nhé. Đây là số điện thoại và địa chỉ của em đây, ok chưa các bác? Đấy. Bác, các bác có nhu cầu về các thiết bị âm thanh thì các bác có thể liên hệ hoặc các bác có thể đến tại cửa hàng của em đây để mua hàng, xem hàng và mua hàng các bác nhé. Rồi, video của em xin phép được kết thúc tại đây. Các bác đang xem thì tặng em Zoom một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh, các bác nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các cái sản phẩm tiếp theo của bên em. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong tất cả những video lần sau của bên em. Xin cảm ơn các bác.